không làm á? Trên muốn đào mà. Chắc là chưa xong ấy hả? Con sâu hả? Dạ. Con đấy phải xử lý nào? Chọc là nó chết. Chết không? Là sâu, gốc phải to. Gốc này nó mãi cho thuê bao nhiêu? Thuê hơn 20. Hơn 20 triệu. Vanh cái này một thùng sơn. To hơn đấy. To hơn thùng sơn rồi. Tận 101, vanh 101. Thùng sơn nó bao nhiêu, 100? Sơn 90. À, thùng sơn 90. Cái này là trồng hộ à? Trồng của nhà ấy. Đeo tên thuê, đi. Nó ngoài cho thuê về, lấy cho lấy lại gốc, lấy lại gốc về. Từng gắn cái ấy kia. Cái này cao bao nhiêu hả Quang? Cái này cao khoảng 2 mét. Cái này gọi thế gì đấy? Biết này thì gì làm, cứ làm. Gốc này gốc ở Điện Biên hay gốc ở... Đó, lấy toàn hàng Lai Châu. Lai Châu, Điện Biên. Ừ, móng đẹp nhỉ. À. Nhưng mà cái này bị muộn, lấy muộn hả? Vâng, cái này khách... Ừ, chứ đáng nói là phải ra xanh những cây kia chứ hơi bị muộn một chút. Lấy về sớm này là nó đẹp. Đúng rồi, nó đẹp, phải đẹp nữa thì nó chuẩn. Cái này khách, năm vừa rồi có khách VIP chơi mấy cây to chơi chịu ạ. Ừ. Nhưng người ta thuê mình phải chấp nhận, tức là 15 mới lấy hay 18 hay 20? Cuối tháng giêng đấy. Thì muộn quá, sáng năm hợp đồng tao chỉ đến lấy thôi, đến 20 là quá rồi. Nhà này họ chơi cái cây nó vẫn đẹp, họ tiếp, họ không muốn giả. Ừ, giả nó hỏng của mình năm sau. Cái năm ngoái thuê bao nhiêu? Năm ngoái thuê 25 triệu. 25 triệu. Năm nay chắc vẫn thế hay đấy, giả sử chân tay nó đẹp. Quan trọng là phải... Chân tay. Khách khứa. Cái gì? Thì nó chân tay như thế này là ok rồi. Ừ. Năm ok. Năm ngoái 20 triệu các bạn. Nhà vườn Quang. Quang gì, vợ tên gì? Quang Mơ. Quang Mơ. Đây cái này đây. Đó nhìn cái này đỉnh này. Cái này lấy sớm hả? Cái này năm ngoái có cho thuê không? Cây này là nó đang nghiền chân tại chỗ. À chưa đánh à? Vâng. Năm nay mới ấy phải không? Vâng. Tới đây mới ra chơi này. Cây này không cho xem cái này xem là bao nhiêu? Chân tay dăm đẹp thì là bao nhiêu? Cuối năm mà ra khoảng 15 triệu. Đấy là mình nói chân tay đẹp ấy. Hoa dăm đúng lụ, đúng không? Trúng Tết ấy, 15 triệu. 15 triệu là bán đất ấy. Cái này gốc bằng vanh bằng sơn không? Sơn to hơn. Ừ. Nó đen là lý do làm sao nhỉ? Nó do khí hậu của từng vùng, phôi của từng vùng ấy. Phôi này ở Điện Biên hả? Phôi này là phôi của Lào Cai. Lào Cai. Đây, cây là cây. Cây là cây Huyền. Để cho con ngắm. Cây này năm ngoái cho thuê bao nhiêu? Cây này cũng đang liền chân. À chưa. Năm nay mới hả? Năm nay mới chưa. Bị chết luôn mà đấy nhỉ. Cây này mới lấy. Những gốc này mới lấy. Những gốc này thì giá chắc bình thường rồi. Không nhỉ? Không, không. Nhưng mà cũng là khủng. Nhất thôn Cẩm Hoàng không nhỉ? Hả? Đây cây này dáng đẹp này. Đây có một cây con. Cái này dáng bay. Dáng Huyền bay. Đẹp lắm ạ. Cây này nó bao nhiêu hả con? 7 triệu, 7, 8 triệu. 7 triệu là bán đất. Thuê là bao nhiêu? Thuê 5 triệu. Thuê 5 triệu. Hoa wow, còn sót nữa con. Đấy. Đảo Bích. Năm ngoái thường là quân cho thuê ở khu này. Khách rộng lắm, tứ xứ cả. Tứ xứ cả. Đây cho khách xem bông này. Bắc Giang, Hà Nội. Bắc Giang cũng xuống đây. Bắc Giang cũng nhiều. Yeah. Năm ngoái có ai view? Có mấy ông một tỉnh về đấy. À không. Báo tỉnh. Báo tỉnh nó chỉ lướt lướt thôi. Nên không kỹ như của ông này. Ông là từng cây một. Đấy, có nhìn. Cái đường này là đường gì đây? Đường nhà tự đổ chúng đi như mà sạch này. À. Thế cũng dòng ít hoa ở đây nữa. Chặt láo lúc ngày mùa. Để cho nó view, à hoa đi đi lại cơ nhỉ. Đúng rồi, lát hết nhỉ. Không bày được. Đúng rồi. Nó khênh đi. Cái này là ngoài cho thuê hả? Vâng, cái hàng này hàng chơi. Đấy, có gì này. Vườn đào Quang Quân. Trời năm ngoái rồi. Cái này năm ngoái bao nhiêu rồi? Ngoái
cho thuê 5 triệu. 5 triệu. Năm đây là hoa trúng trúng phải giá đấy trở lên. Đây là cũng rắn huyền. Bay cái này đẹp. Tổ nhé. Tổng là bao nhiêu cây? 300 cây. Chó làm 300 cây thôi. 300 cây toàn là khủng. Năm ngoái có bổ sung một số đấy. Nhiều của cháu bên này là chủ yếu là hàng của năm trước, vườn bên kia là hàng mới nhiều. Đâu? Đi. Hàng này. Hàng khủng. Những cây này là quá. Cây này năm nay cuối năm lại có được không? Được chứ. Có cho thấy được. Có, chắc chắn. Là nó sẽ đấy có 5 triệu. 5 triệu. 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu. Kịch thủ nhất là 20 triệu à? 35 triệu khủng nhất. Không biết bạn nào ở dưới Cẩm Hoàng này nhắn cho ông Rong lại không nhắn số điện thoại, không nhắn tên. Hả? Nó phải nhắn với mình biết đi. Cái này về muộn quá. Giờ mới đầu mới phát. Đây cái này đây. Đâu? Đấy vậy. Bay mới. Đi ra đấy. Cái này giả muộn này con. Đấy bà, khách VIP chơi phát 3 cây này, cây to lại rồi. 3 cây to lại. Tổng nó bao nhiêu? 3 cây này chúng VIP chơi nhiều, 3 cây này lấy có 50. À, tức là họ thuê cả. Thuê cả 3 cây. Cây này năm nay mà chào VIP à? Ui, cái này có to nhất hội này. Hả? À. Cái này này, qua. À. Cái này gốc cái 200 không? 150 ạ. Gốc 150. Vừa lấy về mà. Vâng, vừa lấy về đó. Nhiều lắm. Cây gốc này gốc cũ hay không là? Để dây neo là hỏng. Để dây là chết. Dây neo là bám dây quá. Nó hút. Nó phải chẹt đi đôi. Hả? À. Đâu? Cái này đấy khủng nhá. Gô vanh bao nhiêu? Vanh 120. 120. Cái này huyền, cái này gối lầm đẹp lắm này. Nhỉ? Yeah. Da rẻ, da mịn. Đây có nhìn ra. Chất này trâu, rễ của nó gọi là kiểu đất đá dằm, rễ của nó tầng tầng lớp lớp. Hey. Cái này năm nay là trúng là bao nhiêu áng chừng? Cái này vừa rồi khách giá 25 triệu mua từ giờ rồi không bán. À mua rồi gì? Mua từ giờ chứ không bán, giá 25 triệu không bán. 25 triệu. Bán. Xong là người mình làm cho người ta. Đấy vừa mấy loại khách đến tìm giá mua từ giờ. 25 triệu đặt đấy. Giá đoán đủ tiền luôn không bán. Ừ. 25 triệu. Đây. Bên này. Đẹp đấy. Bên này mới là khủng này nhỉ. Ừ. Đây là ruộng của cháu thuê hay là mua thẳng? Bên này ấy ở Quang? Dạ. Mới chết à? Phí không này. Sao vẫn có mắt kia là vẫn đẹp. Vẫn một mắt, nhưng được ba mắt thì đẹp. Sáng năm lại cấy vào nhỉ. Cây này cũng mới lấy về. Không? Thế là mộc bây giờ là phụ. Vâng, mộc phụ thôi. Mộc còn thua. Không bằng cây đào. Làm túc tắc lấy thêm tiền ăn hàng ngày đó. Ừ. Thêm để chi trả hàng ngày đó. Chứ còn cây đào là chính, tập trung vào đào. Mộc cũng tạm khác á. Mộc giờ nó ế. Ế, giờ nó nhôm nhiều lắm. Cái bùn này để ấy à? Khô là mình vất hả? Mua xe đây không nhỉ? Phải đây thật ái không nhỉ? Đẹp đấy, gần đường. Của cháu Quang thì gần đường. Đẹp quá. To nhất là vườn cây khủng nhất. Nhất Cẩm Hoàng. Khả năng nhất Bắc Giang ấy nhỉ? Số lượng cây to ấy. Chả lắm nhỉ? Nhất. Làm, biết mình. Chả để ý. Cây to mà cây khủng nhiều.
Cây này nó mày mất một mắt ở qua quăng. cũng không sao, cái tay đấy này nó cũng đang thừa, nó cũng đang là dưới này, nó đang bốn tay không cắt bỏ đi không sao, Ừ. tay con Sang thì bôi cái đầu ấy mà. Bôi cao liền sẹo cho nó khỏi hỏng cái đầu đầu cắt của nó. bôi hết đi. Bôi chưa? Nào bôi lại quăng. Ừ không đáng bao nhiêu đâu. Bôi lại là sâu đảm bảo lắm. Cháu trước khi chồng cũng bôi hết rồi, Ừ nhưng bây giờ phải bôi lại. mua lại hết được nữa. Ừ. Đáng bao nhiêu tiền đúng Cái tiền thì quan trọng gì, nó hết bao nhiêu mà không? chai Ừ. hết bao nhiêu, mình Cho vợ đi bôi lại bà nó bôi được mà. cây đào nó giá trị nhiều chứ cây gì Ừ. nó Chăm vào. Đẹp không ơi. Đi hang qua lượt đây cho anh ngắm. Đấy. Toàn gốc khủng, toàn trên đồng sơn. Cái này mới lấy cái này muộn à? không, cây này nó hơi yếu, lấy cũng sớm nhưng mà Nhưng mà liệu có được việc gì không? Liệu có việc gì không? đấy vẫn sống đây, nói chung là cũng kém, hôm nay là cũng hơi phát Không, cây này trông này nhưng mà cũng thế cũng đẹp. Nhỉ? Hả? Huyền, đây cây huyền nữa. Đây là gọi tam đa không phải? Lúc này này. Đấy, tỉa cái này để cho họ ngắm cái này. Rồi vặt hết đấy đi cũng như. Ừ. Gốc đèn xì. Chỗ đẹp, chỗ cầu đẹp, đường vào đẹp. À, được hai mặt tiền. Quá chuẩn. Cái mương này mà xây vào đó thì thôi rồi. Nhỉ. Cây này nó bao nhiêu tiền? bán có chục triệu, Thuê. Năm nay lại thuê. trồng lại. Trồng À, hộ. năm ngoái là bán 10 triệu, À vâng. trồng trồng thuê lại cho Trồng người ta. thuê 2 triệu. Thuê 5 triệu hết chứ, 2 triệu trồng. Ừ, 45 triệu. 5 triệu. 2 triệu thì bây giờ Nhưng cây này của họ cũng đẹp đấy nhỉ. mình vâng. Bác nào mà xem clip này ủng hộ ông không? Đẹp lắm. Cây kia gì? Cây đấy cũng đẹp. Cây này ra nó lớn mà có dăm cũng đẹp nhỉ. Thôi chưa? Cây này phải sáng lăn nữa thì đẹp lắm. Toàn gốc to, toàn Điện Biên Sơn La. Lai Châu Lai Châu. không lấy hàng Sơn La. Đây cái này mà uốn vào đẹp các sắp uốn nữa còn gì nữa. Mai kia là phải uốn nữa gì nữa. Đúng rồi. Còn bên kia là nhà khác hả? À thì đây đây. Tổng là bao nhiêu gốc? 300 gốc đi. Trên kia 100 gốc. Đi về kia cũng lấy chụp cái ảnh ra chỗ kia. Người trồng người ta cũng xem. Còn đa số người mua ta xem bây giờ. Có cái nào đẹp làm khi không ảnh. Đẹp gì cây đấy. Đây là, lấy này thôi. Lấy view thôi. Đấy, đứng lên để lấy view đấy. Vào đâu? Chụp nó mới đông view. Đứng ở đây nhá. Đứng ở giữa đấy ông ấy. Ông lấy cả cái hai dãy đào chứ không phải lấy cái nào. Nó bảo đứng ở giữa đúng giữa. Đấy đứng 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 nữa, đứng gần đây. Chéo thì phải đứng ở đây mới lấy cái đấy. Tí cái này mới lấy cái đấy. Đấy. Lấy cây to này, đây nhìn đây. Nhìn ở ống kính. Cười đi. Đấy. Rồi. Thôi, chào khán giả mới giới thiệu đi, nhà vườn nhà mình đi. Chào khán giả cũng xong. À, chào anh em nhé, mình Ừ. nhà vườn Quang Mơ. Quang Mơ. Anh em có nhu cầu Có đến bao nhiêu ủng hộ gốc? mình nhé. Có bao Mình nhiêu gốc? nhà có được độ 300 gốc, 300 gốc. Vành trung toàn bình một to. loại, vành từ 560 đến 150, Cây to nhất là được 30. 150 cây to nhất được 150, Ừ, 150 cây. Cuối vành năm trăm nay, rưỡi, cuối năm nay xuất được bao nhiêu? cuối năm đã xuất được độ tầm 200 cây. 20 cây gì? Ừ. Toàn 5 triệu, 10 triệu lên. Cũng Nói có cây chung bé là hả? có 3 4 triệu, 2 3 triệu 2, 3 có. triệu quá nhưng là ít. Nhưng chủ yếu là thiên về đầu, đầu cổ, đầu to không nhỉ? Giới thiệu đọc số điện thoại. Đọc chậm. Số điện thoại ra kia là
Anh em mà có nhu cầu thì liên hệ mình số 0976 296 189. Nhà vườn Nhà Quang vườn Mơ Quang Mơ, thôn thôn Cẩm Hoàng, rồi huyện Hiệp Hòa. Cẩm Hoàng, Cẩm Xuân, Cẩm Hoàng, Xuân Cẩm, à, Hiệp Sơn Hòa, Cẩm, đúng rồi, ở Sơn Bắc Cẩm, Giang. Bắc Giang. Rồi, cảm ơn nhé. Ông Long vừa view vườn đào nhà Quang Mơ các bạn, để toàn gốc khủng. Các bác xem bình luận trên clip nhé. Ông Long có clip thì vườn đào rất đẹp, có cháu là gần như to nhất rồi các bạn. Chưa gặp vườn đào to nhiều này. Gốc to, có vanh 167 lên. Các bác xem kênh của ông Long, ủng hộ kênh ông Long nhé.